Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay thì em có về được hai cái mẫu xe 150. Giá nói chung hai con này giá gần như là mắc nhất ở cái phân khúc 150 rồi. Đó. Bên này phải thì có CB 150R nhé. Còn bên này thì cái mẫu của nhà Yamaha R15M. Hai con xe thì hiện tại này từ xe mới cho đến xe cũ thì giá rất là cao. Thì hôm nay em có hai con xe cũ tầm mô đô 17.000 giới thiệu với anh chị em nhé. Thì thôi cứ giới thiệu con Sport này trước đi. Thì con này là màu trắng, đã được dán tem chùm màu đen rồi. Đó, khá là đẹp luôn. Yamaha R7. Xe này của em đi 17.000 km nhé. Hai chìa còn đủ hết cho anh chị em mình. Đó. Đây, xe biển 66 Đồng Tháp, cam kết là máy móc nguyên zin nhé. Euro là 17.000 này. Dàn áo bên trong thì còn đẹp nhá, xe không có đâm đụng tai nạn gì hết, Euro chuẩn mười mấy nghìn luôn á. Con này thì em bán với giá là 63.500.000. Con này thì mua mới tám mấy giấy tờ xong thì khoảng vào khoảng 90 triệu á. Màu khá là đẹp nhá. Xe là chuẩn không lỗi, em đã được rửa giấy sạch sẽ rồi, chuẩn chỉ luôn, không có một lỗi nhỏ nhé. Anh em mua về đổ xăng bay thôi. Mọi chức năng thì hiện tại của xe là vẫn đang hoạt động tốt nhé, không có lỗi gì hết. Con này bô zin, đuôi zin, kính zin hết luôn. Đó, xe đẹp lắm. Giá là 63.500.000. Rồi, qua đến bên này đi. Thì bên này là CB 150R của nhà Honda. Con này thì bắt đầu nhập về Việt Nam là mẫu đèn tròn này là 219. Đó, 219 thì thời đó rất là mắc luôn. Nhưng mà bây giờ thì rẻ rồi. Đó, rẻ nhưng mà nó cũng cao lắm so với mấy con 150. Thì con này để giới thiệu sơ qua thông số cho anh chị em mình tham khảo nhé. Đời thì đời 2019 rồi. Đó. Odo thì 15.000 km. Xe một chủ từ đầu, hai xe này đều một chủ từ đầu hết. Đó. 15.966 km. Đó, cam kết cho anh chị em mình là Odo chuẩn, nước sơn zin 100%, còn rất là đẹp luôn. Đó, ốc tán này, sáng này. Đây. Rất là đẹp nha. Gầm máy ok. Con này thì biển 79. Đó, lên được cái ba ga sau. Máy móc là em cam kết là nguyên zin, không có đụng chạm gì ha. Mua bán là có bảo hành cho anh chị em mình chơi. Hai xe đều mười mấy ngàn. Con này thì em bán là 65.500.000 cho mẫu CB 150 này nhé. Thì anh chị em lưu ý ha, bên cửa hàng em thì chuyên kinh doanh mua bán trao đổi, thì hai dòng này bên nhà em còn rất là nhiều. Con này em còn ba cái, con này em còn hai cái nữa. Giá anh em nào mà muốn chơi Odo thấp hơn vài ngàn cây cũng có nhá, giá 67.500.000. Thì trong clip này em chỉ giới thiệu cho anh chị em mình hai con xe mà 150 mắc nhất ở phân khúc của nó thôi. Đó, 60 triệu xe cũ. Số điện thoại của em là 0974847553. Số điện thoại và địa chỉ em sẽ luôn ghi ở dưới phần bình luận và mô tả cho anh chị em nào mà chưa nghe rõ nhé. Đó. Có Zalo luôn, tư vấn chi tiết. Rồi, ok. Clip em xin dừng đấy thôi. Anh chị em nào mà cần thắc mắc hỏi chi tiết, cần tư vấn thêm thì cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại nhé. Rồi, em cảm ơn anh em.